Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thảo Hiền Channel. Chuyện là mấy ngày tới, hoặc cũng có thể là mình sẽ đăng cái clip này trong đúng ngày sinh nhật của mình. Nói chung là mình sắp bước sang tuổi 20. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi ở đây để cùng nói chuyện với các bạn về những việc mà mình đã làm được sau 20 năm có mặt ở trên cuộc đời này. Đầu tiên thì mình được sinh ra ở trong một gia đình có bố, có mẹ và có một thằng em trai nữa. Gia đình mình thì cũng không phải là khá giả gì cả, nhưng mà nói chung là bố mẹ mình thì rất là yêu thương mình và luôn chiều chuộng mình hết mực. Và có một thằng em, hai chị em thì cách nhau 7 tuổi, nhưng mà mình thấy là thường là người ta sẽ bảo là chị gái với em gái hoặc là cách xa nhau thì sẽ không thân thiết lắm hoặc là hay chí chóe. Nhưng mà mình thì mình cảm thấy là hai chị em mình rất là thân với nhau, rất là hay kiểu cười đùa ngớ ngẩn ở trong nhà, xong rồi là nói chung là mình cũng rất là yêu thương nó. Và có lẽ là các bạn nghĩ là cái việc mình sinh ra như thế nào, ở đâu, trong gia đình nào thì là một cái điều mà ông trời đã sắp đặt hết rồi. Đúng là như vậy, nhưng mà việc mà để có một gia đình luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc thì mình nghĩ đấy là công sức của tất cả những thành viên trong gia đình, và mình đã làm được điều đó. Và sau khi mà mình sinh ra thì tất nhiên là cũng sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời, 3 tháng, 6 tháng, đến khi mà học mẫu giáo, học tiểu học, học cấp 2 thì mình thực ra thì những cái khoảng thời gian đó thì ai cũng phải trải qua, và đó là cái khoảng thời gian mình còn khá là trẻ con và lúc đó thì kiểu vô lo vô nghĩ, thế cho nên là mình sẽ bỏ qua cái đoạn đó đi và chuyển đến một cái giai đoạn quan trọng hơn, đó chính là khi mà mình thi vào cấp 3. Thì có lẽ là cái khoảng thời gian, cái dấu mốc mà mình thi vào cấp 3 đó là cái dấu mốc mà mình đã làm được một điều bằng chính khả năng của bản thân mình. Trường cấp 3 mà mình chọn và mình đã thi vào đó là trường Trung học phổ thông Việt Đức. Cái câu chuyện về cái cách mà mình chọn trường cũng khá là hay, bởi vì là thường là khi mà chọn trường ấy, chúng mình sẽ quan tâm đến việc là trường đấy học như thế nào này, có tốt không, các thầy cô giáo như thế nào, có nhiều hoạt động không, có nhiều trai xinh gái đẹp hay không. Thì khi mà mình chọn ngôi trường đó, mình khá là bàng quan về những vấn đề đó, mình không quan tâm đến những cái vấn đề đó, mà chỉ là bởi vì là cả nhà mình, hầu hết tất cả mọi người đều học ở trường đó, từ ông, từ bà, từ bố, từ mẹ, rồi cô, cậu, rồi nói chung là rất là nhiều gia đình mình đều học ở trường đó. Thế cho nên là mình, một đứa con, một đứa cháu, thì tại sao mình lại cũng không chọn ngôi trường đó. Sau khi mà vào trường Việt Đức thì đây có thể nói là một quãng thời gian rất đẹp đối với mình. Mình biết là đối với tất cả mọi người thì quãng thời gian cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất. Lúc đó thì mình kiểu không phải là trẻ con mà cũng không hẳn là người lớn hẳn, mà nó kiểu ngấp nghé ở cái độ tuổi 17, 18, có rất là nhiều những cái tâm tư, rất là nhiều những suy nghĩ. Nhưng mà nói chung là khi mà mình vào trường Việt Đức thì mình đã gặp được rất là nhiều những người bạn, những người anh chị, những thầy cô giáo rất là tuyệt vời để tạo nên một cái quãng thời gian cấp 3 rất đẹp cho mình. Và ở trường Việt Đức thì mình đã làm được những gì? Bên cạnh cái việc học tập ra nhá, thì một cái điều mà mình cũng không nghĩ tới đó là mình đã trở thành một cái người gọi là gần như là dẫn đầu trong những cái hoạt động của trường Việt Đức. Đó là mình đã trở thành một thành viên của đoàn trường Việt Đức và giữ chức vụ là phó bí thư đoàn trường. Một chức vụ mà đến bây giờ mình nhắc lại mình cũng vẫn cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Khi đó thì mình đã giữ chức vụ này trong 2 năm, năm lớp 11 và năm lớp 12, là một cái trọng trách cao cả là phó bí thư đoàn trường của trường Việt Đức, thì mình cũng đã tham gia rất là nhiều hoạt động. Và trong cái quãng thời gian cấp 3 đấy thì bên cạnh những cái hoạt động của đoàn trường thì mình cũng đã tham gia rất là nhiều câu lạc bộ. Và một cái câu lạc bộ phải nói là giữ một cái vị trí rất là quan trọng đối với mình, đó chính là câu lạc bộ MC của trường Trung học phổ thông Việt Đức. Câu lạc bộ MC này thì là do thằng bạn thân của mình nó thành lập ra, và khi mà mới thành lập thì nó gửi lời mời tới mình là mày ơi, hãy tham gia vào câu lạc bộ của tao và giúp đỡ tao phát triển câu lạc bộ này. Và cuối cùng thì mình cũng nhận lời, và sau khi mà vào câu lạc bộ MC thì mình mới bắt đầu nhận ra là mình có năng khiếu và mình yêu thích cái công việc MC này, và mình đã có một đam mê đối với nó. Mình đã rất là ước mơ để trở thành một MC, một biên tập viên chuyên nghiệp trong tương lai. Và khi mà quá trình ở trong câu lạc bộ MC thì
mình đã được hoạt động rất là nhiều, được training rất là nhiều, training cùng với cả các bạn, training cùng với cả các anh chị, có cả những anh chị biên tập viên khi đó cũng bọn mình cũng nhờ về để training cho tất cả mọi người. Và sau khi mà đã cảm thấy mình có vẻ khá là cứng cáp rồi thì đó là năm lớp 11, mình đã bắt đầu tham gia cuộc thi MC đầu tiên của cuộc đời mình. Đó chính là cuộc thi MC Sparkling của Học viện Ngân hàng. Và khi mà tham gia một cuộc thi thì chắc chắn là ai cũng muốn là mình sẽ giành được ngôi vị cao nhất, mình có thể tiến xa nhất. Và mình cũng vậy, mình cũng rất là hy vọng, rất là cố gắng. Nhưng mà mình cũng biết được khả năng của mình. Khi đó mình mới là học sinh cấp 3 thôi và thi cùng với cuộc thi của các anh chị sinh viên thì cảm thấy mình khá là non nớt. Có lẽ là cứ cố gắng đến đâu cũng được, đến đâu cũng được. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì khiến cho mình rất là bất ngờ là mình đã lọt được vào top 10 của cuộc thi MC Sparkling. Và khi đó thì mình còn là một thí sinh nhỏ tuổi nhất. Và nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ dừng chân lại top 10 thôi. Nhưng nói chung đấy là một cái thành công ở cái thời điểm đó, khi mà mình còn khá là nhỏ tuổi, khá là non nớt mà mình đã có được cái vào được top 10 cùng với cả các anh chị sinh viên như vậy rồi, thì mình cũng thấy là một cái điều mà mình đã làm được và cũng là một cái dấu mốc để khẳng định chính bản thân mình, để chứng minh được là mình sẽ còn phát triển hơn nữa, là một cái điều mà tạo động lực cho mình để tiếp tục bước tiếp trên con đường trở thành một MC chuyên nghiệp. Tiếp theo, một cái dấu mốc rất 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 quan trọng nữa trong cuộc đời tất cả chúng ta, đó chính là thi đại học. Lúc đó là mình nhớ là chỉ còn mấy tháng nữa thi đại học rồi mà mình mới chọn được cái trường đấy. Nhưng mà cuối cùng là mình cũng đã thi đỗ vào Học viện Báo chí. Và ở đây thì nếu mà nói là mình có hối hận hay không ấy thì thực ra là cũng hơi hối hận một chút. Bởi vì là trường Học viện Báo chí nó rất là xa nhà mình, nó cách xa nhà mình hơn 10 km liền, cho nên là mỗi lần đi học là rất là xa, một quãng đường rất là dài. Nhưng mà thực ra là nói vui vậy thôi, chứ ở Học viện Báo chí thì mình đã có rất là nhiều cơ hội. Bên cạnh việc học tập thì Học viện Báo chí là môi trường để mình phát triển bản thân hơn, bởi vì báo chí thì nổi tiếng là có rất là nhiều câu lạc bộ, có rất là nhiều sự kiện. Và khi mà vào báo chí thì mình đã có ước mơ. Khi mà nhìn thấy tất cả các anh chị thì mình đã cảm thấy là mình rất là mong muốn được vào câu lạc bộ AMC, câu lạc bộ MC của Học viện Báo chí. Và cuối cùng thì mình cũng đã làm được điều đó. Mình đã trở thành một thành viên của gia đình AMC. Và khi mà được trở thành một thành viên của AMC thì các anh chị đã tạo cho mình rất là nhiều cơ hội, đã trau dồi thêm những kỹ năng của mình. Và một cái điều mà mình đã có thể nói là một cái thành công nho nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là lớn đối với mình, đó chính là mình đã được trở thành một MC trải nghiệm. Bởi vì là mình rất là thích đi đây đi đó và cũng là rất là thích làm MC, cho nên là khi là làm MC trải nghiệm thì mình đã được kết hợp cả hai điều đó, vừa được đi đây đi đó, vừa được làm MC và được trải nghiệm những điều hay ho thú vị hơn và còn được xuất hiện trên TV. Và còn một cái điều cuối cùng nữa, đó chính là mình đã trở thành một YouTuber và đang ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Cái này thì nó cũng không nằm trong kế hoạch của mình đâu, nhưng mà dù sao thì cũng rất là vui bởi vì mình đã thử làm những điều mới. Và nhân đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến đến gia đình, đến bạn bè, đến người thân, đến tất cả những người anh chị em đã có mặt trong suốt những cái chặng đường của mình. Và cảm ơn cả tất cả những bạn đang theo dõi video này, tất cả mọi người là động lực và đã là những người giúp cho mình có thể làm nên được những điều mà mình không ngờ tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Những bạn nào mà lần đầu tiên nhìn thấy mình thì hãy nhớ ấn cái nút đỏ đỏ subscribe ở phía dưới để cùng đồng hành cùng mình trong những cái chặng đường tiếp theo của mình, trong những chặng đường 20, 21 tuổi và còn hơn nữa. Và lời cuối cùng có lẽ là xin tự chúc bản thân mình là tuổi 20 sẽ rực rỡ hơn và sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Thế thôi, hết rồi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.